Tiếng chô các bạn. Thì hôm nay hai tụi mình thì sẽ làm một vlog về ẩm thực. Tiếp theo là món cá nục nướng trong ống tre. Đấy, mọi người nghe hấp dẫn không? Thì bây giờ tụi mình bắt đầu vào công đoạn là ướp cá và bắt đầu quay cho mọi người xem ha. Ok. Ok, thì nguyên liệu của tụi mình đó gồm á là một ống tre nè, mía và một gói ướp nướng ha, ướp nướng của Cholimex và một ít nhị tinh, tiêu và muối. Và điều đặc biệt là tụi mình sẽ làm siêu cay luôn. Đấy. Hết một chai ớt này nha. Thì và tiếp theo là hai trái dưa leo ăn kèm và ít ngò, hành và hai con cá nục to lắm nha. Thì bây giờ tụi mình bắt đầu công đoạn ướp nướng cho mọi người xem ha. Thì bây giờ mình sẽ ướp cá nha. Thì bộ găng tay của mình đem này có một cái thôi nên là mình xỏ vào nó bị rách mất nên là mình dùng đỡ ha. Thì bây giờ tụi mình sẽ ướp cá. Cá thì hai con cá to lắm. Đây. Bây giờ tụi mình sẽ khứa cá và ướp cá nha. Ok, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu ướp nha mọi người. Thì bên mình bỏ một tí muối. Mình bỏ một tí muối lên. Đấy, tí thôi. Ướp vào cho thân con cá. Bây giờ mình bỏ một ít nhị tinh, ít mì chính nè, người ta gọi này là mì chính thật. Và bỏ một ít tiêu cho nó thơm nha mọi người. Đấy, mình sẽ vút con cá này, cho con cá nó dính đều nó mấy cái gia vị này. Cho con cá mới thơm, nướng xong là nó thơm ngay. Đấy. Rồi, cái điều quan trọng nhất là mình phải bỏ thêm gói ướp nướng này thì nó rất là ngon. Ok, thì mình xé xong rồi mình đổ vào ha. Đây, lứa đều con cá, đấy, lứa đều con cá. Túi con cá mình phải vuốt ve con cá nha mọi người, vuốt ve cho nó thấm vào những cái kỹ mình chắc này. Đấy, thì con cá nó sẽ ngon hơn. Đấy. Nếu mọi người bôi vào trong cái hũ mà mình cắt cái miệng con cá này, bôi vào trong đó nó sẽ thấm hơn. Thì bây giờ bắt đầu công đoạn cuối cùng là muối nha mọi người, ớt lòng ớt nha mọi người. Ớt thì tụi mình sẽ làm hết chai này luôn. Đấy, siêu cay luôn mọi người. Ớt này là ớt rất là cay nha. Bây mình nghĩ ra mình không làm ớt tươi không? Thì ớt tươi bây giờ làm nó không ngon mà ớt bột nó ướt vào. Nhìn con cá nó thấy nó hấp dẫn hơn. Đây. 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 Tắm cá nha. Đây là kêu là cá tắm cá. Cá tắm ớt chứ nhầm. Đây, con cá, đây. Đã không mọi người? Thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu là bỏ mía vào và mình bỏ cá vào ống tre. Ok, thì bây giờ tụi mình đã ướp cá xong. Cũng nãy cũng giờ cũng 15 phút rồi. Thì bây giờ mình đã cắt mía xong bỏ vô rồi. Ống thì tụi mình cũng đã rửa xong và sạch sẽ rồi ha. Bây giờ tụi mình sẽ bỏ cá vào. Thì trước tiên bỏ cá thì mình sẽ bỏ ít rau mùi vào. Đấy. Cho nó thơm nha mọi người. Và một sợi hành, một ít hành bỏ vào luôn. Đấy. Đấy, và bắt đầu mình bỏ con cá vào nha. Cá này thì mình phải nhắc vào chứ không có vừa. Thank you.
Này đây mọi người có thể thấy đây là cá. Đây, thấy cá không? Đây, nè. Rồi, mình bỏ ít đoạn mía vào ha. Rồi mình bây giờ tụi mình sẽ bỏ thêm ít rau mùi nữa. Rồi. Thì và ít ngò. À lộn, ít hành lá. Thì bây giờ tụi mình sẽ nhắc con còn lại vào luôn nha. Mình không biết đủ không nữa. Tụi mình đã bỏ ống xong rồi nè. Đây. Thì bây giờ nhưng mà mình phải làm thêm một ống nữa vì ống này bỏ không vừa con cá thứ hai. Thì bây giờ tụi mình bắt đầu tụi mình sẽ làm thêm con cá, thì mình bỏ xong tụi mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Bây giờ mình đã cắt thêm một ống tre nữa rồi. Bây giờ tụi mình sẽ bỏ con cá này vào ha, và tụi mình bắt đầu chuẩn bị bỏ cá và bắt đầu nướng. Đấy, thì mình phải bỏ ít rau mùi trước ha. Rau mùi nè, ít hành lá. Đấy. Còn dưa leo thì mình sẽ ăn kèm với cái này. Đấy. Đấy. Đấy, bây giờ thì mình sẽ nhắc vào ha. Rồi. Lột vào nha mọi người. Người thấy cá trong này không? Đấy. Bây giờ tụi mình sẽ bỏ đồ vào. Đó, và bỏ rau mùi vào. Đấy. Đấy. Thì ở mình chỗ này người ta làm việc á nên là hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Đấy, mình sẽ nhắc vào. Ok. Rồi. Ok các bạn, thì bây giờ tụi mình đã nhắc xong hai cái con cá vào trong hai ống tre rồi. Thì bây giờ tụi mình sẽ bịt lỗ và bắt đầu quay cho mọi người xem ha. Trời nó mưa nặng hạt lắm, chắc tụi mình phải quay nó chín xong rồi mình đem vào chỗ nào mà không mưa tụi mình review cho mọi người xem. Chứ bây giờ mưa nặng lắm. Bây giờ tụi mình phải đăng nấp mưa nè. Ok bạn, thì bây giờ hai tụi mình đã nướng xong rồi. Con thang như này là nó chín ha, mình không có gợt cỡ bỏ ra một tí để mình coi rồi. Thì nó đã chín rồi, thì bây giờ tụi mình sẽ di chuyển vào trong ha. Rồi tụi mình sẽ thưởng thức cho mọi người xem. Ngon lắm. Mọi người đã thấy khói bốc lên này. Đây. Đây. Để mình lấy luôn ống.
Nãy giờ tụi mình có thưởng thức một ít rồi mà tụi mình nhấn quay xong nó reset lại cái nút mà không quay được. Nên là tụi mình bây giờ tụi mình review lại cho mọi người xem ha. Bây giờ tụi mình sẽ mời mọi người nha. Đây. Tụi mình sẽ đếm ra một miếng cho mọi người. Ồ, khó nè. Ồ, khó nè mọi người. Ồ. Miếng một tảng cá luôn. Ồ, nóng lắm. Nè, xin mời mọi người nha. Xin mời mọi người nhiều. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người ăn cùng mình nha. Đấy. Wow. Dài chưa? Đã luôn. Cá không hề bở nha mọi người. Dai nữa. Chín nhưng mà không hề bở. Dai. Dai mà mềm. Mềm mà nhai vô nó dai dai dai. Mà nó cay nữa. Mọi người có thể thấy những video lần trước, rồi cái video trước mà mình làm mà gà ướp nồi siêu cay á. Cái này dùng một chai ướp bột đó. Nó cay gấp 3 gấp 4 lần cái gà ướp nồi siêu cay đó luôn. Mình nói thật. Nó cay kinh khủng khiếp. Nó cay gấp 3 gấp 4 lần luôn mọi người hiểu. Một ký ớt đó cay rất là cay rồi, nhưng mà cái này cay gấp 3 gấp 4 lần luôn. Nên là cay lắm. Thì mình vẫn như lần trước thì mình vẫn thử cái cay của nó bằng mình rất cái nước nên rất là nhiều. Wow. Sushi ớt cá nục. Xin mời mọi người nha. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người nha. Nóng mà cay à. Wow. Vừa nóng vừa cay. Trời mưa anh nữa. Thì tụi mình nãy giờ tụi mình quay á thì mình hơi xui tí là làm tụi mình bắt đầu nướng, bắt đầu trời nó đổ mưa. Lần lần nó đặn hạt lần nên tụi mình phải lấy ô lấy dù mình che mưa để mình nướng được cái này. Thì thành quả là mình rất là ngon luôn. Không uống nước tụi mình bỏ. Đây. Wow. Ngon lắm. Răng cay quá. Nó cay cũng biết luôn. Thì đây là một cái trại của người dân ở đây. Thì mình nhờ đỡ để mình quay luôn cho mọi người xem luôn, mình làm quay luôn. Thử nước tiếp. Trời mưa mà quất. Trời mưa mà ăn cái này ngon à. Quên. Nãy mình còn hai trái dưa leo. Hai trái dưa leo ăn cho đỡ cay mà. Ăn cho đỡ cay mà tự nhiên quen đây rồi. Lỡ. Heo luôn. Thì ai ăn món này mà hay nhậu á, là món này ăn là ngon đúng bài luôn, số dách luôn á. Thì trời mưa nữa là ăn cái này nói thật là đúng bài con dê luôn. Mình nói tầm bậy nữa, đúng bài luôn á. Rất là ngon, cay nữa. Mọi người nhấm dê leo nha. Nghĩ là nó áp là bị cay, nhưng mà vẫn còn cay.
Thử này nó cay gấp lắm. Ngọt này. Ngọt nước đó. Ngọt. Cái này rất là ngọt. Mình dai ngon lắm. Hành. Đây là gọc hành lúc nãy mình tụi mình bỏ vào. Thì ok. Nãy giờ ăn. Nãy giờ tụi mình ăn no no. Tụi mình ăn cũng được rồi. Bây giờ nãy giờ tụi mình ăn cũng được rồi. Nãy giờ tụi mình kết thúc video tại đây nha. Thì người thấy video này hay thì nhớ nhấn like và subscribe cho kênh mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bye bye.